shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid or I'm out of sight. Wanna see us alight. Anywhere, anytime, I'll do anything for you. You, I wish that I didn't know we're all broken loves ago. I wish that my heart was made of stone. Oh, we all need that someone who gets you like no one else. Why when you need it most? Where are you, little ones, a little girl? Afraid of a big white world. As you grow up, we think of castle world. Don't you worry, just follow everywhere I go. Up over the mountains, provide it low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in, ooh. So take enough far away. I've never been so wide away. No, nobody but me can give me self. I'm on my way. So take enough far away. I've never been so wide away. No, nobody but me can give me self. Xin chào tất cả mọi người, lại là CMIE Trang My đây. Chắc hẳn là tất cả các bạn đang rất là tò mò, không biết là My đang sử dụng dòng máy gì đúng không? Thì đây chính là dòng máy ROG Zephyrus G14 lấy cảm hứng từ Alan Walker. Thì như các bạn có thể thấy ngoại hình của chiếc máy này, ở đây là đèn LED, một chiếc dải vải và đặc biệt là có chữ ký của Alan Walker nữa. Ở bên trong thì màu sắc chủ đạo của bàn phím là màu của Alan Walker, cũng như là chữ A và chữ W là logo biểu tượng của Alan Walker luôn đó. Các bạn đừng thấy chiếc máy này nhỏ mà nghĩ nó yếu nha. Chiếc máy này được trang bị CPU AMD Ryzen 9 5900HS với 8 nhân và 16 luồng, giúp cho máy mạnh hơn rất là nhiều. Các bạn có thể chơi game, còn My thì có thể làm nhạc trên nó. Và thêm một điều đặc biệt nữa, khi mà các bạn mua chiếc máy này thì sẽ kèm thêm một chiếc hộp ROG Remix. Đây chính là trợ thủ đắc lực giúp cho các bạn có thể thỏa sức sáng tạo trong âm nhạc của mình với rất là nhiều hiệu ứng đa dạng mà các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là hoặc là theo My thì đây chính là một cái chiếc máy phù hợp với các bạn game thủ hay là các bạn thích làm nhạc và đặc biệt là các bạn fan của Alan Walker. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy comment cho My biết nha. Giờ thì bye bye.